Lẩu chay, lẩu chay, nhà hàng chay Nhân Đức Hạnh đặc biệt có món lẩu hạnh nhân với quy cách phục vụ all you can eat. Ngoài ra, chúng tôi có trên 50 món chay khác nhau rất hấp dẫn, được chế biến từ rau củ quả tươi và nấm organic 100%. Các món như phở Bắc, bún Huế Hỷ Lạc, đặc biệt cơm phần 3 món chỉ có 14 đồng 99. Hãy đến với nhà hàng chay Nhân Đức Hạnh ngay góc Westminster và Newland trong khu chợ Stade Bros. Mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nhà hàng chay Nhân Đức Hạnh trân trọng kính mời!